Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lòng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 147 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, động viên quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược về Minh Triều, tập 147 ngay sau đây. theo phần trước. Lúc bấy giờ, Thạch Văn Nghĩa vẻ mặt hết sức khổ sở, thế nhưng không nói ra được. Hắn cầu xin nói với Lý Đông Dương. "Lý đại nhân, ngài sẽ hạ quan chuyện này, chuyện này." Lý Đông Dương liền chen ngang nói: "Ấy da, Thạch đại nhân à, ta đã quên mất một chuyện. Cung cấm vừa mới đóng, muốn đến trước ngọ môn truyền lời không được nữa rồi. Có điều ngài là cẩm y vệ, cung cấm không thể mở cửa, nhưng vẫn có thể đến gần được." dương đại nhân may mắn thoát nạn là chuyện vui lớn bằng trời nếu đợi đến ngày mai mới báo cho hoàng thượng biết hoàng thượng nhất định sẽ trách phạt ngài nặng lắm đây ngài còn không mau cùng dương đại nhân đi báo tin vui này cho hoàng thượng đi đi mắt thạch văn nghĩa sáng lên hắn thầm nghĩ bụng Ồ, ý là bảo ta đổ hết lên người dương lang sao chủ ý này không tồi. y lập tức đi lại gần một cách nồng nhiệt không người chắp tay thi lễ à, chúc mừng dương đại nhân bình an trở về hạ quan đưa ngài đi ngọ môn báo tin cho hoàng thượng dương lăng thầm nghĩ bụng cái gì mà đi hết đi với chả đi hết đi như vậy giống như cái đám người này đi nghênh đón ta vậy mà cái lão hồ ly này cũng thôi đi dù sao ta vốn muốn cứu người nếu như hoàng thượng thật sự muốn trách ta thì ta lại cùng với tây nhai tiên sinh tranh luận tiếp vậy tây nhai chính là hiệu của lý đông dương dương lăng cũng giả vờ hồ đồ nói uh, nếu đã như vậy bổn quan đi gặp hoàng thượng trước vậy ba vị đạo sĩ cáo tử ánh mắt của hắn nhìn lướt qua khuôn mặt của ba người vái chào thật sâu trong con ngươi của Lý Đông Dương hiện lên sự nhẹ nhõm và khoái trá. Kế sách chính trị của Dương Lăng càng lúc càng cho thấy tính chính xác của hắn. Công lao của hắn chống trả lại các thế lực hải ngoại cũng khiến cho Lý Đông Dương khâm phục hắn từ đáy lòng. Hiện tại, hào cảm của lão đối với Lý Dương Lăng đã vượt xa so với Dương Lăng lúc mới vào kinh. Lúc lão ở trước mặt Trương Hoàng hậu dùng kế hộ giá, nhìn thấy Dương Lăng, lão thật sự là rất vui mừng. Dương Đình Hòa cũng khách khí hơn lúc trước, nhất là từ khi Dương Lăng tiến cử con y Dương Lăng là người dẫn bước cho ái tử của hắn Hơn nữa Lưu Cẩn kia thật sự còn đương ngạnh gấp trăm lần Đáng ghét gấp trăm lần Đáng chết gấp vạn lần hơn Dương Lăng Cho nên y càng có hào cảm đối với Dương Lăng hơn Đáng tiếc Hắn và cái tên khốn Dương Nhất Thành kia là bạn tốt của nhau Bằng không... <laughs> Dương Đình Hòa khẽ thở dài Cũng không người thi lễ với hắn Về phần tiêu phương thì không cần nói Tuy chỉ lướt mắt một cái thôi Nhưng như đã nói vạn lời đối với người bạn vong niên này chỉ nhìn nhau mà cười dương lăng liền xoay người đi hắn vừa xoay người lại thì hét lên một tiếng trong ngày hôm nay có quá nhiều người bị hắn dọa giờ rốt cuộc cũng bị người dọa lúc bấy giờ ngô kiệt không biết đã xuất hiện từ lúc nào đứng sau lưng của hắn như âm hồn vậy nước mắt lưng tròng miệng thì nở nụ cười dương lăng hơi sừng sốt rồi mới kinh hỉ gọi lên một tiếng à, ngô lão ngô kiệt mặc một bộ áo bào màu, màu xanh là cách ăn mặc thông thường Bên cạnh còn có mấy người đàn ông mặc thường phục Thân hình trông rất dũng mãnh Có lẽ là người của lão mang theo bên cạnh Nhìn mặt mũi của lão Hiện rõ mấy nét tiểu tụy Hai mặt đầy tơ máu Mấy ngày nay vị đại đáng đầu này Không biết ngày đêm bận bịu vì dương lăng Cũng mệt đến không chịu nổi Ngô lão cực khổ cho lão rồi Dương Lăng cầm đôi tay giả nuôi của Ngô Kiệt nhẹ giọng nói Đại nhân bồn ba ở ngoài mới thực sự là cực khổ chúc mừng đại nhân đã bình định được loạn bao phía oa wow, gì và man trong thời gian ngắn uy danh trở về đại nhân đi gặp hoàng thượng trước đi chúng ta là người trong nhà thời gian gặp nhau còn nhiều mà thôi được rồi dương lăng vỗ vỗ lên cánh tay của ngô kiệt rồi nói với thạch văn nghĩa thạch đại nhân xin mời lúc bấy giờ trên vũ đài trong hoàng cung đang có vở tuồng vở tuồng này hẳn chính là nguyên mẫu của kinh kịch cam lộ tự của đời sau những kiều đoạn nổi tiếng nhất trong cam lộ tự là đoạn kiều lão khuyên thiên tuế chớ nói ra chữ giết lúc này do chịu ảnh hưởng của không khí thời thượng của đại minh diễn viên chính lại là công chúa đông ngô tôn thượng hương hiện đang diễn lời ca là từ của thiếu nữ khuê khắc trong đoạn công chúa tôn thượng hương nghe nói phải gả cho hoàng thúc lưu bị vốn dĩ đoạn này là tiểu cô nương nghe nói phải gả cho một vị đại thúc còn đã từng lấy vợ hơi có chút không tình nguyện kết quả được đại kiều khuyên nhủ một phen ngồi trong khuê phòng một mình suy ngẫm cảm thấy Lưu Bị là anh hùng đương thời, lại đổi giận thành vui, độc thoại trong khuê phòng. Đoạn này vốn là đoạn kịch sở trường của chính Đức, hắn hát hay hơn cả rất nhiều so với đám hoạn quan chuyên môn hát hí khúc của trong cung. Thế nhưng hôm nay tuy nói là giúp cho mọi muội vui vẻ hơn, chính Đức miễn cưỡng hóa trang lên sân khấu, nhưng niềm vui mà Tôn Tượng Hương phải có thì lại không thấy đâu. Chính Đức vận một bộ áo đỏ, tay áo bay múa, trang điểm vui tươi, nhưng hát từ đầu đến cuối lại là một giọng điệu ai oán giống như tôn thượng hương không tình nguyện vậy công chúa vĩnh phúc tựa vào ghế lông mày kẻ đen hơi nhíu lại trên khuôn mặt xinh đẹp mang nét đau buồn nhẹ những thái giám đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay khen hay nhưng nàng chỉ khe khẽ thở dài chán nản lấy chút thức ăn nhẹ nhàng cắn một cái rồi lại đặt vào trong mâm một cách chán trường công chúa vĩnh thuần ăn một chút hai má hơi phồng lên ô ô a à à nói tí sao lại không ăn vậy chẳng phải thái y đã xem rồi sao đầu không đau cũng không sốt sao lại không ăn uống như vậy cơ chứ trương thái hậu ngồi ở chủ vị cũng quan tâm nói hoàng huynh con còn muốn con vui vẻ ra sức khát như vậy kìa cũng đừng khiến cho hoàng huynh lo lắng nữa đi ăn thêm một chút đi công chúa vĩnh phúc khơi cục mặt xuống lên tiếng vâng thưa mẫu hậu chỉ là cơ thể của con mệt mỏi ăn không ngon miệng chừng hai ngày nữa thì sẽ khỏi thôi nàng khe khẽ thở dài một tiếng Tai đặt lên trên đôi má rồi sững sờ thầm nghĩ dương lăng bị chôn dưới núi rồi ai lại đáng hận như vậy mà trước kia cũng không có cảm giác gì cả sao ta nghe hắn nói chết thảm như vậy trong lòng bỗng trở nên lại khó chịu như thế này dương lăng hắn vậy mà lại bị đá rơi để chết rồi sao lúc bấy giờ lưu cẩn liền định nọt thái hậu thái hậu ừ, trưởng công chúa không thích ăn mấy thứ này để cho lão nô bảo ngự tiện phòng lập tức đổi mấy món khác đến được không Trương Thái Hậu khẽ vút cằm, Lưu Cẩn lùi hai bước, đứng thẳng người lên đang muốn gọi Tiểu Hoàng Môn đến thì phủ đại tổng quản, nội cung kiêm nội vụ Mã Vĩnh Thành vội vàng hấp tấp chạy vào, quỳ gối trước đài diễn kịch, nói to: "Bẩm hoàng thượng, để đốc nội sưởng Dương Lăng đã hồi kinh rồi." Trên đài diễn kịch, chính đức hoàng đế ngũ Quan cứng đờ, nâng lan hoa chỉ e hát khúc. Căn bản không nghe rõ, hoàng thái hậu và công chúa Vĩnh Phúc cũng không nghe rõ, chỉ có công chúa Vĩnh Thuần và Lưu Cẩn là nghe rõ các ngón tay xếp thành hình hoa lan hai người nhất thời trận mắt há hốc mồm công chúa vĩnh thuần há cái miệng nhỏ nửa miếng bánh ngọt từ trong miệng rơi ra cũng không biết khóe miệng của lưu cẩn giật giật giống như sắp chúng phong vậy thân hình của lão run rẩy một chút mới nhảy vọt ra một bước xa nắm chặt lấy cổ áo của má vĩnh thành không dám tin vào tay mình nữa hắn nói người người nói gì ai ai hồi kinh Mã vĩnh thành về mặt buồn bã nói lưu công công là uy võ hầu đề đốc nội xưởng dương lăng dương đại nhân đã hồi kinh rồi ngại ngài ấy chưa chết kìa hả lưu cẩn bần thần lùi hai bước lúc này thái hậu và công chúa vĩnh phúc cũng đã nghe rõ hai người đồng loạt đứng dậy thái hậu cả kinh lên tiếng người nói cái gì nói lại một lần nữa cho ai ra nghe đi người nói dương lăng dương khanh gia chưa chết sao công chúa vĩnh phúc khá to miệng rồi lập tức khép lại nhưng cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn khẽ mấp máy lồng ngực đập thình thịch, vui mừng đến đỏ hồng cả đôi má, đôi mắt xinh đẹp to như hạt hạnh nhân lóe sáng, nhìn chầm chằm vào mã vĩnh thành, sợ là bản thân đang nghe lầm. chính đức thấy dưới đài dường như đang xảy ra chuyện gì, liền ủ rũ buông tư thế đi đến bên đài thều thào lên tiếng. chuyện gì vậy vĩnh thành? ở phía sau hắn, trương chống vẫn đánh, mã vĩnh thành lại nói một lần nữa, chính đức vẫn không nghe rõ. Công chúa Vĩnh Thuần đã được xác nhận lập tức quan hô một hồi, xoay người ôm lấy tỷ tỷ trên mặt của Vĩnh Phúc cũng là một chàng cười, giống như một đóa hoa bách hợp bằng ngọc sáng lung linh vậy. Trương Hoàng hậu trừng mắt nhìn Vĩnh Thuần mà quả trách. Còn là công chúa, hô to gọi nhỏ còn ra cái thể thống gì nữa đây? Chính Đức nghe được ba chữ, hồi kinh rồi, y mất kinh nhẫn phất tay áo, tiếng chiêng trống đột nhiên dừng lại, Chính Đức lại hỏi. Chuyện gì? Ai hồi kinh rồi vậy? Mã Vĩnh Thành vừa mở miệng, công chúa Vĩnh Thuần đã cướp lời, Hoàng huynh, Dương Lăng chưa chết, hắn đã về kinh rồi. Cái gì? Mã Vĩnh Thành vừa mới bị Lưu Cẩn nắm lấy cổ áo, kéo, giờ lại bị Chính Đức vừa nhảy xuống đài, đang nắm lấy cổ áo, trận tròn mắt nói. Người nói Dương Lăng chưa chết, có phải không? Có phải là Dương Thị Độc chưa chết không? Mã Vĩnh Thành liên tục không ngừng đáp. Ờ, vâng, 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 Ho Hoàng thượng, cùng cấm đã đóng, Dương Đại Nhân không vào được. Cẩm y vệ thạch đại nhân đến cửa cung đưa tin nói dương đại nhân đã trở về đang ở đằng xa ngọ môn bái hoàng thượng kia chính đức buông tay ra vẻ mặt vui vẻ y lắc lư người giống như vẫn chưa tỉnh ngủ bỗng ngớn ngực ngửa mặt lên trời bật cười ha hả đào hát họ chu đã hát xong vai kép chính của mình vung tay áo bước đi như bay chạy vù ra khỏi hí viên hoàng gia công chúa vĩnh thuần vui mừng dạo dực lên tiếng hoàng tý chúng ta cũng đi xem thứ dương lăng này thật thú vị còn vui hơn cả hoàng huynh hát tuồng nữa kìa Công chúa Vĩnh Phúc thật sự còn muốn lập tức chạy ra khỏi hoàng cung hơn cả nàng, nhưng dù sao tuổi tác của nàng cũng lớn hơn một chút, hiểu quy củ, không khỏi nhìn thái hậu một cái. Thái hậu quả nhiên ngước mắt lên trách mắng. Không được cản quấy, các con đừng đừng là công chúa, nửa đêm canh ba chạy ra khỏi cung còn ra cái thể thống gì nữa đây. Hoàng tỷ, sức khỏe không được tốt đâu, mau đưa hoàng tỷ về nghỉ ngơi đi. Ai ra còn phải đến chỗ thái hoàng thái hậu. Các con muốn biết tin gì thì ngày mai hỏi hoàng huynh các con một chút là được rồi. Công chúa Vĩnh thần chu cái miệng nhỏ nhắn, thấy tỷ tỷ cũng không dám tỏ ý kiến gì đành phải trả lời một tiếng nằm lấy tay của công chúa vĩnh phúc thi lễ với thái hậu cáo tử lui xuống lúc bấy giờ lưu cẩn vừa sợ vừa giận hàng vạn loại mùi vị ôn ùn kéo đến nhưng lão là một nhân vật càng gặp đại sự thì càng có thể chấn tĩnh lại còn có thể đuổi theo hai bước thi lễ với công chúa vĩnh phúc nói điện hạ lão nô có phải chuẩn bị ít tiềm tâm rồi sang người đưa qua cho người không thôi không cần đâu bảo ngự tiện phòng chuẩn bị hai chén không ba chén cháo gạo tẻ thịt khô mang đến bổn công chúa và ngự muối muốn ăn khuya tí muội muội hơi no rồi no rồi cũng phải ăn đỡ phải nửa đêm đi theo ta kêu đói kìa hai tỷ muội giống như hai con ong mật bay đi mất trương thái hậu nhìn bóng dáng các nàng nhanh chóng đi khỏi lại cảm thấy có chút không đúng dù sao vĩnh phúc cũng là con gái ruột của bà thời gian ở bên cạnh con còn lâu hơn thái tử nhiều tình cảm mẹ con rất tốt với nhau cô nàng này mà có cái gì khác thường bà há có thể không cảm nhận được sao nhìn thấy dương lăng chết đi sống lại mang đến thay đổi cho công chúa vĩnh phúc trương thái hậu càng nghĩ càng thấy không ổn con gái bà sẽ không đấy chứ trương thái hậu cảm thấy bất an ở trong lòng vĩnh phúc thường ở trong thâm cung đại viện không sợ nàng làm ra những chuyện mà làm nhục thể diện hoàng gia nhưng nếu điều mình lo lắng là thật trung quy cũng không phải là một chuyện tốt nữ nhân đã lớn khôn sang năm đã đôi tám nếu là ở nhân gian thì đều đã thành thân rồi đến bây giờ nam nhân mà vĩnh phúc từng tiếp xúc qua chỉ có một mình dương lăng Dương Lăng kia lại có diện mạo khiến con gái yêu thích Xem chừng không được Phải lo tìm cho nó một phò mã Để đứa con này khỏi nghĩ ngợi lung tung ừ, Ngày mai gọi hai anh đệ tính cung Rồi cùng nhau bàn bạc Chúng nó là kiểu kiểu của Vĩnh Phúc mà Trương Thái Hậu vừa suy nghĩ Vừa bãi giá từ Ninh Cung Đi thăm Thái Hoàng Thái Hậu Nơi Dương Lăng đứng cách xa ngọ môn Đừng nói là hắn Bất luận là hoàng thân quốc thích Trong thời gian cung cấm Cũng không được tự tiện đến gần cung đình nửa bước nếu không sẽ xử tội mưu nghịch. Thạch Văn Nghĩa là cẩm y vệ của hoàng cung đại nội, có thể bài đi lại trong cung, cho dù như thế, cửa cung đã khóa thì không thể vào. Đưa phạm nhân trở về chỉ có thể trong những căn phòng hai bên tường hoàng cung tạm nghỉ một đêm mà thôi. Nhưng y có thể bài, có thể vượt qua thị vệ, đi đến dưới cửa cung, qua khe cửa gọi vào bên trong. Tin tức truyền thẳng một mạch vào hậu cung, vì hoàng thượng vẫn chưa ngủ, Mã Vĩnh Thành mới vội vàng tiến vào bẩm báo. Tin tức như vậy Gà cũng không dám cánh hậu quả nếu như chậm trễ chính đức vận một bộ y phục màu đỏ tà áo bồng bềnh từ hậu cung đi một mạch đến tiền cung diễn một đoạn hồng phất đi đêm y tập võ luyện kiếm thể lực rất tốt bốn tiểu hoàng môn phía sau mệt thở không ra hơi loại tình huống không câu nệ tiểu tiết này trước đây những thái giám cung nữ của hậu cung thường gặp còn đám thị vệ ở tiền cung thì chỉ nghe nói mà thôi thị vệ dọc đường nhìn thấy bốn tiểu hoàng môn bên cạnh hoàng thượng đuổi theo một nữ tử áo đỏ chạy qua trong miệng còn kêu với theo Hoàng tướng xin đi chậm một chút đi Vẫn là đến lúc mấy người này biến mất khỏi tầm mắt mới kịp phản ứng lại Chính Đức đến cực cung liền vội vàng kêu lớn Mau, mau mở cửa ra Tướng quân ngọ môn gọi tả hiếu nhìn xem thử Có vài phần giống với chính Đức hoàng đế Giọng nói cũng giống Thế nhưng nghi không dám nhận bừa Bốn tiểu hoàng môn phía sau đuổi theo hô khẳn cả giọng To gan còn không quỳ xuống kiến giá Đến lúc này tướng quân ngọ môn mới xác nhận nữ tử áo đỏ chính là chính đức hoàng đế vì hoàng đế này có thể ôm dân nữ cưỡi ngựa xông vào ngọ môn cầm roi chỉ trỏ trong kim loan điện ngày ấy còn chuyện hoang đường nào mà không làm được nữa đây tướng quân ngọ môn vội vàng quỳ xuống lên tiếng thần khải bẩm vạn tuế thần không dám cùng cấm đã đóng chưa từng có đạo lý nửa đêm mở cửa cung chính đức dần dữ quát lên người dám kháng chỉ sao tướng quân ngọ môn dập đầu nói hoàng thượng đây là tổ chế cấm cung đã đóng lại chuyện lớn bằng trời cũng không thể mở cửa cung thần mở cửa cung là tội chết kháng chỉ cũng là tội chết thần tình nguyện để cho hoàng thượng ban chết không dám trái với lệnh cấm mà mở cửa cung phó tướng quân bên cạnh Nâm lấp lo sợ cũng quỳ xuống nói bẩm hoàng thượng chuyện này quả thật là quy củ của hoàng gia không thay đổi được chúng thần cũng không dám kháng chỉ cũng không dám vi phạm quy định hơn nữa sau khi khóa cửa chìa khóa cấm cung cũng đã bị ti lễ dám lấy đi rồi không đến canh năm chắc chắn sẽ không trả về Chính Đức cấp đến độ dậm chân Thế nhưng Nghi cũng không phải là người Không kể lý lẽ Đe dọa là một lẽ Nhưng những tần tử này giữ nghiêm quy cổ Sao có thể xử phạt được đây Y vội vàng đến trước cửa cung Vỗ lên cửa lớn kêu lên Dương Khánh, Dương Thị Độc Khánh đang ở bên ngoài hay sao Ban đêm âm thanh chuyển rất rõ ràng Thạch Văn Nghĩa ở bên ngoài Nghe thấy giọng nói của Hoàng Thượng Vội vàng hô lớn đáp lại Hoàng Thượng là vị thần Thạch Văn Nghĩa đấy Chính Đức nghe vậy sừng sốt Lên tiếng Thạch Văn Nghĩa sao ngươi chạy ra ngoài cung làm gì vậy mau gọi dương khanh đến trả lời thạch văn nghĩa không dám chậm trễ vội vàng chạy đến đại quảng trường ở bên ngoài ngọ môn tuyên chỉ với dương lăng dương lăng đi theo y đến dưới ngọ môn trong lòng cũng kích động vạn phần hắn dần lòng xuống rồi mới vỗ binh binh vào cửa cung lớn tiếng nói bảo hoàng thượng thần dương lăng kiến giá vi thần chưa chết đâu vi thần trở về rồi dương khanh dương khanh chính đức nắm chặt vòng đồng ở trên đầu thú gắn trên cửa vui mừng kêu lớn Dương Lăng chấm rất vui Chấm rất là vui Hoàng thượng Dương Lăng cũng không nói thêm những lời khách sáo Như cái gì mà vi thần đáng chết Khiến cho Hoàng thượng lo lắng cho vi thần Cách một cánh cửa đó là Hoàng đế Đại Minh Cũng là huynh đệ thủ túc của hắn Không nhìn thấy nhau nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được Tình cảm của nhau đang chạy giặt rào Đã vượt khỏi nghĩa quân thần trên dưới Đó là một loại tình cảm máu mủ ruột thịt Tiễn Trương Hoàng hậu đi rồi Lưu Cẩn chậm rãi đứng dậy Sắc mặt lập tức chậm xuống mã vĩnh thành vội vàng đứng lên lại kéo áo mình khẩn trương nói lưu công công không ngờ dương lăng này gặp lại nạn không chết giờ phải làm sao khóe mắt của lưu cẩn khẽ giật giật hai cái hắn hạ giọng nói cùng cấm đã khóa hiện tại không ra được bằng không còn có thể cùng bọn trưng thái văn miện bàn bạc thật kỹ một hồi hiện tại chúng ta tâm loạn như ma, cũng không nghĩ ra chủ ý gì hay được hề hey, dương lăng này quả thật là tai hóa núi sập cũng không để chết được ý không ngờ y lại quay về rồi sau đó lão khoanh hai tay chậm chậm bước thông thả mấy bước rồi lại lên tiếng đáng hận mà sáng nay nếu không có lá thư lạc danh kia người mà ta an bài hẳn đã góp lời đem tây sướng và hải sự nha môn giao cho ta rồi đến lúc đấy ván đã đóng thuyền thì cho dù hắn trở về kinh chẳng lẽ còn có thể lấy về hay sao hề hey, hiện giờ sao lá thư này không phải chính là người của hắn làm đấy chứ vốn dĩ là trong lá thư đó cũng có những lời công kích dương lăng cho nên con mắt của lưu cẩn chỉ mãi nhìn chằm chằm và phái thanh lưu lúc này lão mới cảm giác được tám chín phần mười là mình đã bị bọn họ lừa lưu cẩn càng nghĩ càng giận dậm chân một cái nói đáng chết cái lũ khốn này cứ ra vẻ đáng thương chúng ta lại bị bọn chúng lừa bịp rồi hiện tại thì muộn rồi muộn rồi thế nhưng thế lực trong kinh đại bộ phấn đã rơi vào trong tay của ta rồi hm, muốn sánh ngang với ta giờ không dễ dàng như vậy nữa rồi còn cái gì mà văn thành vũ đức Cái gì mà uy quốc công Mấy cái chức vị thụy hiệu đấy Toàn bộ phải thu hồi Há có thể để cho hắn chiếm hết tiện nghi được à, Vâng 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 Chuyện Mã Vĩnh Thành lúc đầu không để mặt Dương Lăng, vạch trần nữ quan thủ hạ của hắn ức khiếp công chúa và phò mã, khiến cho hắn đích thân dùng trượng hình đánh chết nữ quan kia vẫn canh cánh ở trong lòng. Từ lúc hoàn toàn đầu phục Lưu Cẩn thì đã hết hy vọng đi theo hắn rồi. Gã vội gật đầu không ngừng, nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau lưng Lưu Cẩn vừa ra khỏi hí viện. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lưu Cẩn, một ý niệm bỗng nhiên nảy lên trong đầu của hắn, hắn vội kêu lên. "Công công, tiểu nhân có một chú ý đối phó được với Dương Lăng, không biết là có thể làm không?" "Hả? Nói nghe cha ra nghe." Lưu Cẩn cảm thấy hứng thú, dừng chân quay đầu. "Công công, người chưa chết, thủy hiệu này nhất định là không ban xuống được, nhưng gia phong quốc công tiểu nhân cảm thấy nếu hắn thật sự phong làm quốc công Lại là một chuyện tốt kìa Sao? Chuyện tốt sao? Ánh mắt của Lưu Cẩn trở nên lạnh giá Lão nhéo mắt lại đánh giá Mã Vĩnh Thành Rồi cất giọng quái khí Hắn thăng quan sao lại là chuyện tốt được Nói cho ta nghe thử Thưa công công Quốc công gia thân phận rất cao Nhưng quốc công gia có thể nhậm chức trong triều hay sao Quy củ của đại minh triều vị quốc công gia nào có thể nắm binh quyền khống chế sừng vệ lo thuế phú đây một người cũng không có hai năm trước bình loạn quốc công phụng chỉ lĩnh binh xuất chinh vừa hồi kinh cũng phải lập tức giao binh quyền lại huân thần quốc thích phải đề phòng chuyên quyền còn nếu như dương lăng thật sự được phong làm quốc công kia rồi lại thêm nghĩa muội của hắn được trở thành quý phi nương nương công công huân thần quốc thích như hắn ắt ra rìa rồi hắn dám nắm quyền không buông sao nếu quả thật dương lăng trở thành quốc công thì sẽ trở thành con hổ bị nhổ răng rồi Vóng tầm mắt khắp thiên hạ ngoại trừ ngày ra hoàng thượng có có thể yên tâm giao nội sưởng cho ai được nữa đây phải đúng rồi lưu cẩn thông hiểu được vấn đề càng nghĩ càng cảm thấy có lý lão có thể ngồi lên vị trí này không hoàn toàn là dựa vào vận khí tốt thái giám hầu hạ bên cạnh thái tử có 8 người sau khi thái tử đăng cơ xưng là bắt hổ kỳ thực mấy người đó đều là lấy ra cho đủ số ngoại trừ trương vĩnh miễn cưỡng có thể đương cự với lão những người khác căn bản không đáng nói đến lão là nô tài của hoàng thượng những người đó lại là nô tài của lão có thể vượt trội trong đám nô tài chính là vì ánh mắt của lưu cần lão độc đáo phản ứng mau lẹ sắp đặt chuẩn qua một chốc cân nhắc nặng nhẹ lưu cần đã đưa ra quyết định làm quốc công thì phải buông bỏ quyền lực dương lăng chưa chết đi chỉ cần đẩy hắn lên vị trí quốc công thôi vậy thì về sau cũng chỉ có uy quốc công mà không còn dương lăng nữa rồi đối thủ này cũng tương đương là đi chết đi rồi thì nội sưởng thế lực khổng lồ nhất này sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta thôi Lưu Cẩn hưng phấn đến mặt mày đầy hồng quang, hắn nói: "Được, cứ làm như vậy đi, ta trở về lại cùng tính kế sau." Dương Lăng hồi kinh bá quan nhất tính sẽ có lời qua tiếng lại về hắn. Thăng quan trong buổi triều nghị này, đến lúc đó người của ta có toàn bộ ra mặt hộ giá bảo vệ hắn. Lưu Cẩn hưng phấn đến mặt mũi đầy hồng quang, hắn nói: "Được, cứ làm như vậy đi, ta trở về rồi lại cùng tính kế." Dương Lăng hồi kinh, báo quan nhất định có lời qua tiếng lại về việc hắn thăng quan trong buổi chiều nghỉ. Đến lúc đó người của ta sẽ hoàn toàn ra mặt hộ giá bảo vệ cho hắn ta. Ta cũng phải bảo vệ cho Dương Lăng hắn kìa, giúp hắn ngồi lên vị trí quốc công một cách vững vàng. <laughs> Bốn người lâm vệ, hai người một tổ, đang cầm cây cọc cao cao, trên đầu có treo một chuỗi đèn lồng, dưới tường hoàng cung. Phía trước hai chuỗi đèn lồng là một cây thang thật dài, hơn 30 tiểu thái giám đang cố sức đỡ cây thang, có tên lo lắng để phòng sợ người bên trên rơi xuống. Cây thang này là một cây thang dài do Ma Vĩnh Thành mở nhà kho mang đến, xưa nay chỉ có đám thợ trong hoàng cung dùng để tu sửa từng thành. Thang rất chắc chắn, nhưng Lưu Cẩn và mã Vĩnh Thành vẫn rất cẩn trương, không ngừng kêu lớn. Đèn lông để gần một chút đi, mấy tên các người đứng ở bên dưới cầm chắc vào, nếu như hoàng thượng rơi một sợi tóc thôi, ta sẽ lột da của các ngươi. Hóa ra, chính Đức và Dương Lăng cách cửa cung đã nói chuyện một hồi, chính đức càng muốn gặp dương lăng hơn ngăn cách bởi một cánh cửa như vậy đến bộ dạng cũng không thấy trong lòng của y thật sự là không yên không nhìn thử một cái e là đêm nay cũng ngủ không ngon được nhưng tướng quân ngoại môn thật sự là thẳng thừng quỳ ở đấy giả chết nhìn bộ dạng đấy căn bản đừng có hy vọng y mở cửa được không phải ngươi nói tổ chế quy định không thể mở cửa cung hay sao vậy ta treo tường có được không đây chút chuyện còn con này còn làm khó được chu hậu chiếu ta sao chính đức dậm chân nói người đâu đi lấy thang tới đây không phải không thể mở cửa cung hay sao? Chấm muốn lên tường thành nhìn mặt Dương Khanh kìa. Vừa nghe câu nói này, bốn tên tiểu hoàng môn liền quỳ rạp xuống. Hoàng thượng, vạn vạn lần không được. Nếu như hoàng thượng trèo tường xuất cung, bọn nô tỳ sẽ bị đánh chết tươi rồi. Sao? Ai nói chấm muốn xuất cung đây? Chấm chỉ đứng trên đầu tường nhìn Dương Khanh thôi. Mau, mau đi lấy thang đi. Lấy hai cái, tiền thể lấy một cái để cho Dương Khanh trèo lên tường. Mấy tên tiểu thái giám lúc này mới yên tâm hơn một chút, thấy chính đức thúc dục rất gấp, vừa gọi tướng quân ngọ môn phái tám binh sĩ giúp đem thăng tới bên ngoài cũng có binh sĩ giúp đỡ thang xuống chẳng qua là không có đèn lồng dương lăng tập luyện võ công thượng thừa giúp gia tăng rất lớn tính linh hoạt đối với thể chất và cơ thể tuy về mặt quyền thuật kỹ xảo không tài so với người luyện võ từ nhỏ nhưng leo thang lại rất nhanh cho nên tuy chậm hơn chính thức nhưng lại leo lên tường cung trước hai chú đèn lồng màu cam quýt hơi chập trần trong cơn gió bên trong tường cung có người gọi dương khanh rồi ló đầu lên đầu tiên là một mái tóc đen xinh đẹp, sau đấy là một mỹ nhân từ từ đi lên, giống như một cành hồng hạnh leo ra khỏi tường. Hồng hạnh xuất tường, y nói người đàn bà trèo tường vào ban đêm để mà vung trộm. Đêm nay Dương Lăng lại bị hoảng sợ, dù định lực có tốt cũng thiếu chút nữa xảy tay ngã nhà một cái. Cách đỉnh tường lập ngói lưu ly, nữ tử áo đỏ ở đối diện lộ ra nửa thân trên. Hai người mặt đối mặt, cả hai đều sừng sốt cùng kêu lên. Ngươi ng ngư là ai? Vừa dứt lời, nghe giọng đã biết, chính Đức liền hô to xuống phía dưới, Đèn lồng để gần một chút đi Hai chú đèn lồng đặt lại gần Chính Đức nhìn kỹ Người đối diện mặc một bộ y phục của binh sĩ bình thường Rách dưới khắp nơi Trên mặt cũng có một vệt trắng một vệt đen Nhưng dựa vào mặt mày ngũ quan Vẫn còn nhận ra được Dương Lăng Y không khỏi vui mừng hô to Kéo lấy tay của hắn một cái Hưng phấn nói Quả như là Dương Khanh Quả như là Dương Khanh Khanh còn sống mà Dương Lăng đã trở về nhà Ai cũng muốn nói chuyện với hắn Thì hắn lại bị ngất cần phải chăm sóc Tỉnh dậy ăn bữa cơm vừa nhìn thấy con trai thì chạy vội vào trong cung quần áo còn chưa kịp thay đầu còn chưa kịp gội chỉ lau mặt và tay mà thôi tiểu dương đại nhân vẩy một bãi nước tiểu đồng tử lên tóc hòa với bụi đất thành bùn từ trên mặt chảy xuống thì thành cái bộ dạng này dương lăng đã có kinh nghiệm lần trước nhìn thấy chính đức hóa trang thành nữ sau khi kinh ngạc lập tức nhận ra y cứ nói hoàng thượng nghe tin mình chết đau buồn vạn phần nhưng hoàng thượng lại mặc hí phục giống như vừa hát tuồng xong vậy dường như có cái gì đó sai sai tuy nhiên dương lăng đã có chuyện hiểu lầm âm hôn với cao văn tâm lại nhìn thấy chính đức mắt rưng rưng một bộ dạng vui mừng kích động từ tận tận tâm can trong lòng không một tia nghi ngờ cũng quên là còn cách một bức tường hoàng cung rất rộng liền kéo chính đức tuyết đầu mùa rơi thưa sớm đã rừng gió thổi mây tan một vầng trăng ôn nhuận như ngọc to như một cái bánh xe khổng lồ ở trên bầu trời có vẻ như giơ tay là có thể hái rực rỡ yên tĩnh như nước chiếu xuống mặt đất chiếu lên hai huynh đệ trò chuyện trên đỉnh của tường hoàng cung cách nhau một bức tường từng áng mây nhẹ nhàng chưa qua che khuất ánh trăng mênh mang lưu cẩn ngẩng mặt lên nhìn hồi lâu sau đó hít hít đứt mũi xanh cúi đầu so lên cái cổ mỏi nhừ vừa ngáp vừa nói hey, canh mấy rồi vậy theo lý thì cấm thành không được mở nhưng quân thủ thành nằm dưới quyền của trương vĩnh trương vĩnh là bạn bè thân thiết của dương lăng dương lăng là, là bạn bè thân thiết của hoàng thượng cho nên nửa đêm canh ba tổng thành tây đã mở hơn 10 người cưỡi khoái mã phi như bay ra ngoài tiến thẳng về cao lão trang Dương Lăng dẫn mười mấy thân binh về nhà, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, gia nhân nô bộc, gồm có rất nhiều thị tỳ, nha hoàn, vốn phải đợi ở hậu viện cũng ở tiền sảnh. Vừa nhìn thấy bọn họ tiến vào, liền vội nghênh đón, người dẫn ngựa thì dẫn ngựa, người phủi bụi thì phủi bụi. Dương Lăng đương ngựa cho gia nhân, nhìn quanh những người ra đón, ngoại trừ Âu Nương gia, Ngọc Tùy Nhi, Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên và Ca Văn Tâm không có mặt. Hắn liền hỏi: "Các nàng đều ngủ rồi sao?" chưa đâu chàng chưa về tất cả đều chờ chàng trong đại sánh nhìn thấy chàng vào cửa mới khẩn trương trở về phòng phản ứng đầu tiên của dương lăng là hơi ngẩn ra nhưng lập tức sực tỉnh lúc mình chưa về nhà các nàng còn bận lòng bây giờ về đến nhà rồi thì các nàng lại sợ ảnh hưởng mình nghỉ ngơi nên mới khẩn trương tránh đi ấu nương cười ôn nhu thở dài nói nước cũng đã sôi rồi trở về đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi dương lăng gật gật đầu hai người về đến hậu trạch trong sân của hai người đã đơn độc xuất hiện một căn nhà gỗ để tắm rửa. Dương Lăng gật đầu, hai người về đến hậu trạch, trong sân của hai người đã đơn độc xuất hiện một căn nhà gỗ để tắm rửa. Đây là phòng tắm hoàng đế mà Đường Nhất Tiên nhìn thấy trong báo viên, đặc điểm chủ yếu là trong bếp tắm đã thiết kế đối lưu. Người hầu ở gian phòng nhỏ bên cạnh nấu nước, nước chảy không gây bỏng cũng không lạnh, có thể duy trì nhiệt độ ổn định để người hầu khỏi phải không ngừng đưa nước vào trong, còn phải điều chỉnh độ ấm của nước. Áo choàng sạch sẽ mềm mại đã đặt ở trên giá trong phòng hơi nóng mù mịt dương lăng nhảy vào trong nước đầu tiên xoa ướt toàn bộ tóc sau đấy nằm lên chiếc ghế bằng đá đặc chế đầu gác lên khăn lông hông vừa hay kẹt vào chỗ hẹp dù không rơi xuống mặt nước cũng sẽ không vì tư thế đó mà bị cuốn trôi đi hai bên còn có đá chắn cao hơn mặt nước căn bản chính là thiết kế dùng để ngủ da của hắn ngứa còn ngứa rất nhanh nhưng đến hiện tại dương lăng cũng không thể thản nhiên hưởng thụ hai tiểu tỷ nữ kỳ cọ tắm táp cho cơ thể trần trụi của mình dân nữ bình thường nếu như thấy nam nhân lõa thể cũng sẽ xấu hổ và giận dữ đến muốn giết người. Tỷ nữ cũng là người, cũng có quan niệm và cảm giác dục nhã. Cho dù gia đình giàu có, sai tỷ nữ hầu tắm, tập mãi thành quen, nhưng Dương Lăng xưa nay đều không cảm thấy rằng mình có làm quan lớn đi nữa thì có thể xem tỷ nữ là tài sản cá nhân của riêng mình, muốn giết chết, muốn đem tặng thì làm. Âu Nương biết tính tình của hắn, lấy một túi mướp đắng đặt ở bên cạnh hồ nước, dịu dàng nói với hắn: Chàng ngâm trước một lát Tiếp đi xem thử bảo báo đã tỉnh chưa Rồi lập tức quay lại ngay Được rồi Đối với thê tử của mình Không cần nói những lời buồn nôn Một ánh mắt, một động tác Cũng có thể nhanh chóng hiểu rõ suy nghĩ của đối phương Hỉ nộ ái ố của đối phương Ấu nương nhẹ nhàng đóng cửa lại Dương Lăng thở một hơi thật dài Dùng nước sạch rửa mặt Từ từ nhắm hai mắt yên lặng suy tư Ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe Hoàng thượng đã cho nghỉ rồi Thì trước tiên phải ngủ một ngày thật đã mới được Còn chuyện bắt kẻ ác ở Tứ Xuyên lát nữa theo phỏng đoán của mình phái đám phiên tử đi điều tra một chút hey, chỉ mong không phải thực thuộc thế tử gây nên chuyện này còn bên chỗ vận nhi nữa không biết bây giờ thế nào rồi đây mấy cái tiền sứ giả đưa tin mình lần lượt phái đi hẳn là cũng đến nơi rồi văn tâm đi qua cửa lại chưa được thành thân nhưng nàng đã như như là người nhà của ta rồi hiện tại lại nói không cần nàng đó không chỉ là làm kiêu nàng không đi tìm cái chết mới là lạ huống hồ vị đại cô nương này ê hey, trong lòng mình sao lại không yêu nàng chứ Lưu Cần ở trong triều hôm nay dám ngương ngạnh như vậy chứng tỏ trong triều lão đã có đủ thực lực rồi không dễ dàng đánh đổ được đương nhiên chủ yếu nhất là lòng tin của hoàng thượng nếu không trừ phi dám dưng cờ tạo phán thành quân chắc còn ai có thể làm được gì não đây còn đối với Lưu Cần ở trong triều hôm nay dám ngương ngạnh như vậy chứng tỏ trong triều lão ta đã có đủ thực lực rồi không dễ dàng đánh đổ được đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là lòng tin của hoàng thượng nếu không trừ phi dám dưng cờ tạo phản thanh quân chấp còn ai có thể làm gì được lão đây đối với động thái của bá quan còn phải quan sát một phen mưu trước rồi mới dám hành động kia thanh quân chắc ý chỉ quét sạch gian thần su nịnh bên cạnh hoàng thượng chỉ cần lòng tin của hoàng thượng đối với ta không dám thì kế hoạch đặt vọng trúc khê ở tứ xuyên của ta có thể thực hiện được kế hoạch này cho dù không thể vung tay là đánh bại lưu cấn cũng khiến cho lão tổn thất một nửa thế lực rồi nhưng hiện tại vẫn phải tìm thời cơ tốt mới được nếu trước tiên nắm giữ được đầy đủ chứng cứ phạm tội rồi lại thực hiện cắt vê cánh Nói không chừng có thể lật đổ được lão ta Nếu đánh mà không chết Thì phải cẩn thận lão ngóc đầu trở lại Dòng nước dịu dàng Ấm bập bềnh ôm lấy cơ thể Trong sự thư thái thoải mái Cảm giác buồn ngủ cũng ngập đến Mí mắt của Dương Lăng chịu xuống Hắn ngáp một cái Ê, Từ từ mà nghĩ tiếp Nhu cầu lớn nhất của ta bây giờ Chính là ngủ một giấc kìa Hà Nấu Nương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào Tướng Nàng chỉ gọi được nửa tiếng Thì im lặng rón rén đi lại gần Dương Lăng phát ra tiếng ngáy nhỏ, hắn đã ngủ mất. Hàn Âu Nương mang một đôi dép để lộ ra một bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu, nàng kéo tay áo để lộ ra một đoạn cánh tay, hiển nhiên là muốn lau người cho tướng công mình. Nàng ngây ngốc nhìn dung nhan của Dương Lăng đang lúc ngủ ngon, vươn tay muốn vuốt lên chầm dâu của hắn, thế nhưng lại sợ đánh thức hắn. Nhìn thấy hai vai của Dương Lăng lộ ra ngoài mặt nước, Hàn Âu Nương cầm lấy một cái khăn lông lớn, nhẹ nhàng nhẹ nhàng phủ lên người cho hắn, sau đấy ngồi xuống cạnh bên hồ nước, hai tay chống cằm ở bên bờ hồ ngắm nhìn người nam nhân của mình mắt không chớp, khóe môi thỉnh thoảng nở một nụ cười mỉm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Qua một hồi, tiểu nha đầu Vân Nhi rón rén mở cửa phòng, ló đầu nhìn thử, trong gian nhà gỗ, lão gia nằm trong nước trên chiếc băng ghế dài được đặc chế ngủ say, phu nhân nhoài người bên bờ hồ nước, hai má chống lên mua bàn tay, dáng ngủ hồn nhiên vui tươi. Vân Nhi muốn gọi phu nhân, thế nhưng ngẫm lại, lại từ giờ đến lúc trời sáng cũng không còn bao lâu nữa, mà mấy ngày nay phu nhân vẫn chưa ngủ. Thế là nàng đắp lên cho phu nhân một chiếc chăn khăn lông Sau đấy nhẹ nhàng bước ra ngoài Lại nói Chiến mã ở tiền viện dắt vào chuồng Những thị vệ thân binh của tứ gia quân này Vốn không bị lệ thuộc Phải ở lại trong phủ May mà đủ chỗ Phía bắc lại rộng rãi Đệm trải ra là được Dù thế cũng bận cả ngày Vân Nhi tiểu cô nương là nha hoàn đi theo bên cạnh phu nhân Địa vị trong phủ không thể so với tỷ nữ khác Cho nên trách nhiệm cũng đặc biệt nặng hơn Nàng nhìn thấy tiền viện vẫn đèn đuốc sáng trưng Vẫn chưa ngủ lại nhìn thấy lão gia phu nhân đang ngủ say nên gọi hai tỷ muội ở gian nhà gỗ nhỏ căn dặn trông chừng còn bản thân nàng thì cầm một cái đèn lồng đi về phía tiền viện tiền viện đã được thu xếp rất khá cao quản gia thì đám thị vệ đều thu xếp ổn thỏa biết những đại hán này có sức ăn kinh người qua cơn khốn này sợ là đã đói meo cả bụng trời chưa sáng lão đã căn dặn nấu cháo hấp màn thầu gọi người mang vào lo liệu tất cả xong căn dặn mọi người cũng đi nghỉ ngơi vân nhi đốt đèn lồng đi tới nhìn bốn phía tiến lên lễ phép nói lão quản gia đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao cao quản gia từng là phu nhân không yên tâm xe nàng ra hỏi liền cười hiếp mắt nói ừ um, đều đã sắp xếp ổn thỏa sắp tắt đèn đi ngủ rồi vân nhi cô nương mấy hôm nay chăm sóc phu nhân cũng mệt lắm rồi sớm về đi nghỉ sớm đi tiểu cô nương hé miệng cười duyên dáng vút cằm nói vâng lão quản gia cũng sớm đi nghỉ tiểu ti trở về hậu viện đây đúng lúc này lưu đại bổng trì hùng hục đi ra hắn lại thay một bộ y phục trong tay đang cầm cái áo bị dầu cháo quẩy và sữa đậu nành của vị tướng quân nào đấy làm dơ hắn tức giận nói thật là đáng ghét mà ba bộ y phục này ta xuất kinh cũng chưa từng thay đổi rách nát đến không cách nào mặc nữa vất vả lắm mới trở về thay một bộ bị cái tên đuôi mù nào đấy làm dơ cũng không biết có giặt ra không nữa đấy vân nhi nghe xong thiếu chút nữa cười ra thành tiếng tên ngốc to đầu này rời kinh hơn mấy tháng mới mặc một bộ y phục còn làm như mình là người sạch sẽ lắm đấy thật là vui mà nàng ung dung bước lên phía trước đoạt lấy y phục từ trong tay của lưu đại bồng trùy đang tìm chậu gỗ khắp nơi rồi mỉm cười nói đừng tìm nữa người ta giúp ngươi giặt xong rồi cô sao không 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 vậy không được đâu cô là người bên cạnh đại phu nhân ta chính là người binh sĩ không dám để cho cô giặt y phục được rồi được rồi là nam nhân to khỏe sao lại mề vậy ta nói giúp ngươi giặt thì giúp ngươi giặt ta thích giặt cho ngươi có được không mau đi ăn chút gì rồi ngủ đi à ừ, ừ được lưu lại bồng trùy chậm chạp đi trở về được hai bước bỗng lại xoay người cắn cắn đôi môi dày chân thành nói vậy ạ à, cô có phải cô phải thích ta rồi không cô thích ta thì không được đâu mẹ ta nói tương lai lấy vợ phải theo về chỗ bà cô là người của phu nhân là người thành thị không thể đi cùng với ta được đâu sao cằm của vân nhi cơ hồ sắp rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một mảnh vải đỏ trận tròn mắt nhìn lưu lại bồng trùy vô cùng đáng khinh nói ai ai muốn gả cho người chứ không đâu ta khinh ai thích ngươi hả tiểu cô nương núng túng đến nỗi lắp bắp gân cổ cũng nổi lên Các quản gia xem đến buồn cười nhích môi nhưng lại không đi sang lão để mặc cho cô ta và tên ngốc nói thế nào cũng được cũng làm như không thấy để cho tiểu vân cô nương khỏi khó chịu lão quản gia lui về đứng dưới mái hiên rồi lại lặng lẽ chuồn mất lưu lại bồng chùi xấu hổ nói là mẹ ta nói mà cô cũng không phải là vợ ta cũng không phải là muội muội của ta cũng không phải là đại tàu của ta làm quái gì mà lại giặt quần áo cho ta như vậy nữ nhân nào có ai tùy tiện tật quần áo cho nam nhân xa lạ mẹ ta nói cút đi cái tên viết lộn nhà ngươi ở trong nước nóng trung quy không thể ngủ lâu chưa tới một canh giờ dương lăng liền tỉnh lại nước cấm nhẹ nhàng xoa so bóp khiến cho thể lực khôi phục rất nhanh hắn vốn định nhẹ nhàng kỳ cọ thân mình thế nhưng tiếng nước rất nhỏ lại đánh thức cấu nương nàng hầu hạ tấn công tắm rửa sạch sẽ thay áo mềm mại rồi hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ bà mụ sợ làm phiền lão ra muốn bế đứa bé ra ngoài thì bị dương lăng ngăn lại đứa bé ngủ rất say sưa hai vợ chồng ngắm một lúc rồi trở lại giường nằm cạnh nhau thầm thì to nhỏ chia tay lâu như vậy từ khi dương lăng trở về hai người mãi đến giờ mới có thể tâm sự được với nhau nhưng thân thể hai người đều mệt mỏi cùng cực hàn huyên một hồi tinh thần sau khi tắm rửa cũng đã mất dạng ấu nương cúi đầu lên ngực của dương lăng hắn ôm eo của ấu nương rồi từ từ ngủ say hai người bị tiếng khóc to của đứa bé đánh thức Dương đại nhân trừ phi ăn uống no đủ, không không tiểu, bằng không nếu có một chút khó chịu, tỉnh lại không thấy bên cạnh có ai thì luôn muốn khóc một trận thật to. Hai người vội vàng đứng dậy, ấu nương nghe tiếng chạy tới dọn phân cho bé với sự giúp đỡ của bà mụ, thay quần áo sạch sẽ, sau đó cho uống sữa. Kế đấy bảo bà mụ ôm bé đến một gian phòng khác chơi. Ấu nương thấy sắc trời sáng rõ, vội vàng trang điểm thay đồ, vừa nói với Dương Lăng: "Tướng công, hôm nay còn phải vào chiều hay sao?" Dương Lăng lời biếng nằm ở trên giường nói: "Không đi, Hôm nay ở nhà nghỉ cho đã... Một số thuộc hạ với bằng hữu cũng sẽ đến nhà thăm hỏi... Ngày mai ta sẽ đi tấn kiến Hoàng Thượng... Ông lương nghe xong cảm thấy rất vui... Vừa chảy tóc vừa cười nói... Ngồi dậy ăn chút điểm tâm trước đi... Sau đấy ngủ một giấc trong thư phòng... Nếu có khách đến thì trực tiếp mời vào là được... Dương Lăng vặn vẹo lưng mỏi... Bật nhảy khỏi giường... Tinh thần phấn chấn nói... Được... Về nhà rồi... Trong lòng cũng yên tâm hơn... Chúng ta đi ăn cơm trước vậy... Trong sảnh khách của Dương Gia nhóm người ngọc thủy nhi đường nhất tiên đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đấy chờ hắn có thể thấy ngọc thủy nhi và tuyết lý mai nhất định ra khỏi giường từ rất sớm dáng vẻ xinh đẹp ăn mặc tinh tế dung mạo kiểu diễm đó trước giờ dương lăng ở trong phủ cũng không thường trông thấy dương lăng vui vẻ bắt chuyện với họ đột nhiên cảm thấy dường như thiếu một người hắn liền đưa mắt nhìn quanh ngọc thủy nhi hiểu ý duyên dáng đứng dậy nói lão già người ta khuyên được một lúc văn tâm tỷ tỷ lại xấu hổ nếu như gặp chàng Thiếp đang nghĩ có nên gọi người đấy đem thức ăn đưa vào phòng cho tỷ ấy hay không đấy Dương Lăng đã nghe Âu Nương kể về chuyện mình Minh hôn với Văn Tâm Một nữ nhi dung mạo xinh đẹp Biết người chết đi lại dám chủ động đến nhà tình nguyện Thủ tiết cả đời vì ngươi Còn cam chịu làm phận thị thiếp Tuy Dương Lăng không tán thành hành vi này Thế nhưng lại cảm động không nói nên lời Dương Lăng về phủ liền bận rộn Vẫn chưa nói chuyện với nàng Hiện tại thân phận của Cao Văn Tâm cực kỳ xấu hổ Nói là qua cửa thế nhưng lại không bái đường Nói là không qua cửa, kiệu hoa lại kiêng đến cửa dưng ra Hiện giờ bản thân nàng về chỗ của mình không thích hợp Ở lại đây cũng bất tiện, quả thực có phần khó chịu Dương Lăng suy nghĩ, đứng dậy rồi cười nói Ê, Không phải là muốn tự ta đi nói hay sao? Nữ nhân các nàng, thật là cái suy nghĩ này... Thôi được rồi, đi theo ta đón cao đại tiểu thư nào Từ nay về sau văn tâm, cũng là người của dương gia chúng ta Người của dương gia đều phải hòa thuận Ai cũng không thể chịu ước hiếp được Tuyết Lý Mai ngồi bên cạnh, che miệng cười nói: Văn Tâm Tỷ Tỷ đã sớm là người của lão gia, phải nói là từ nay về sau mới xem như tu thành chính quả kia. Dương Lăng còn không biết nàng có ám chỉ gì khác không, Nhau má của nàng một cái, lên tiếng: Nàng nói hay lắm, được rồi, đợi lão gia làm xong công sự, nàng và Âu Nương cùng nhau chịu gia pháp đi. Hắn vừa dứt lời, Hàn Âu Nương và Tuyết Lý Mai đều đỏ mặt. Hiện giờ Đường Nhất Tiên đã biết gia pháp Dương gia là chuyện gì, ra vẻ vén tay áo lên, lên tiếng: được rồi, để cho Ngọc Tỷ Nhi và Văn Tâm Tỷ Tỷ cùng đi trước đánh đòn phủ đầu đi. Mỗi người đánh 40 bạt tay. Nếu như đại ca đánh tê tay rồi, muội muội sẽ giúp huynh lấy trẻ cắn bột tới. Tuyết Lý Mai quay người lại, chọc nách nàng. Hai người đùa giỡn vui vẻ. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu với Ngọc Tỷ Nhi, rồi cùng nàng rời khỏi sảnh khách. Vừa thấy hắn rời khỏi, Đường Nhất Tiên lập tức nhảy đến bên cạnh Hàn Âu Nương, hưng phấn nói: "Âu Nương tỉ nghĩ như thế nào rồi? Chủ ý của chúng ta được không? Huynh ấy giả chết làm chúng ta sợ, chọc một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục hà nấu nương khó xử nói hay là thôi đừng nữa đi thân phận của tướng công nếu chẳng may chọc giận chàng hoặc bị người khác nghe thấy thì không tốt lắm đâu sao như vậy được tính tình đại ca rất tốt mà lại không có kiểu cách nhà quan hoàng thượng còn cằn quế càng ngày thượng bất chính hạ tắc loạn xem như là hát tuồng đi Muội rất muốn thấy bộ giàng huynh ấy trùng khăn đỏ trên đầu đường nhất tiên cười không khép miệng nói tuyết lê mai cũng kéo tay áo của hà nấu nương cầu khẩn tỷ 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 đồng ý đi mà trong phủ chúng ta vẫn không có người sợ lão ra, nhưng nếu tỷ không gật đầu ai cũng không dám lòng càn cá chuyện này thú vị quá đi đại nam nhân đội mũ phượng rồi lại quàng khăn ngàn năm có gặp một lần bản thân chàng ấy cũng nói không trách được người khác mà hai người ôm tay trái tay phải của hàn ông nương làm lũng dịu dàng nói tỷ tỷ tốt van tỷ đấy tỷ mau gật đầu đi thấy hai tiểu báu vật ra vẻ nũng nịu dù là nữ nhân cũng chịu không nổi hàn ông nương nổi ra gà vội vàng xin tha được rồi được rồi sợ hai tiểu yêu tính các muội quá rồi ngàn vạn lần đừng có đùa quá chớn hai người đường nhất tiên thấy nàng đáp ứng lập tức nhảy nhót không ngừng tuyết lý mai ngồi tại chỗ chống cảm chú ý đường nhất tiên mặt mày hớn hở cười rất nham hiểm còn hàn ấu nương trông thấy cũng âm thầm hối hận dương lăng đi trước dẫn đầu ra sảnh khách đi đến hành lang đột nhiên dừng bước lại hắn nhìn lầu các và phòng ốc mới tăng thêm không ít từ hậu viên nhà mình hai tay chống lạnh hỏi này văn tâm ở chỗ nào vậy Ngọc Tỷ Nhi nhắm mắt theo đuôi, luôn cách khán xa nửa bước, nghe vậy mới lại gần nói: "Để thiếp dẫn lão ra đi." Dương Lăng để ý thấy sự câu nệ lễ nghi của nàng có phần tăng thêm khi mình rời kinh mấy tháng, hắn trừng mắt nhìn Ngọc Đường Xuân, kéo eo nhỏ của nàng qua, đưa tay vuốt một lượt, cảm nhận sự mềm mại ấm áp, hắn cười nói: "Tướng công có rời kinh mấy tháng, eo nhỏ của nàng đã mềm mại hơn nhiều, Ngọc Nhi của ta xinh đẹp yêu kiều, càng giống nữ nhân hơn rồi." Ngọc Tỷ Nhi lập tức đỏ mặt, lắp bắp kêu lên: À trời ơi mau buông tay ra Đang ở bên ngoài mà Coi chừng hạ nhân nhìn thấy kìa Dương Lăng cười hì hì Buông tay ra tay thuận thế trượt xuống Véo vào bờ mông trắng đầy đặn của nàng So với lúc trước tuy bờ mông không to Nhưng thịt cũng đầy đặn chắc hơn rồi Nàng mới qua 16 nhưng đã làm vợ người ta Hơn nữa cuộc sống sung túc Giờ đây dáng người phong tình của Ngọc Tỷ Nhi Quả thật càng ngày càng thành thục hơn Nàng đó Dương Lăng mặc kệ Ngọc Tỷ Nhi dễ dụa như thế nào Ben kéo bàn tay của nàng vừa đi vừa nói không cần e dè vì tuổi tác xa nhau đâu ấu nương tính ra cũng không lớn có các nàng theo ta ta thật sự rất vui giống như thiên thượng nhân gian vậy trong nhà chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy dù ta làm quan lớn đến đâu đi chăng nữa hãy nhớ kỹ ta là trượng phu của các nàng tướng công phu quân lão gia gì gì đó là không thể không diễn cho người ngoài xem đóng cửa lại thì ta chính là chồng của các nàng các nàng chính là vợ của ta giữa vợ chồng giữ nhiều quy củ như vậy để làm cái gì sống còn vui thú gì nữa đây tính tình của ấu nương khá hứng nội văn tâm thì càng không cần nói nếu nàng cảm thấy nên câu đệ gò bó lúc nào cũng giữ một phận thị thiếp gì gì đấy sớm muộn gì tuyết nhi cũng học theo nàng hậu viện nhà chúng ta giống như nồi nước lạnh tanh có ý nghĩa gì nữa đây vâng thưa lão gia trong lòng ngọc đường xuân cảm động bất giác nắm chặt tay của dương Lăng quả là nàng nghĩ quá nhiều rồi trước cậu nương luôn chiều nàng lại có tuyết lý mai hoạt bát dẫn theo nàng cũng giống như một chú chim sân ca chỉ biết vui vẻ không có gì trói buộc không có tâm cơ nhưng hiện tại Cao Văn Tâm sắp vào đây Người ta vốn là tiểu thư khuê các Lại đường đường là nữ y quan Đại nội hơn nữa dưng ra có hậu Lại dựa vào bàn tay của nàng ấy Ngay cả ô nương đối với nàng ấy cũng cảm động đến dư lệ Nàng ấy được đãi ngộ Ngọc Đường Xuân không hề có một câu oán thán Nhưng nàng lo tiểu thư khuê các như vậy Một khi vào cửa Bởi vì thủ nhỏ giáo dục khác nhau Sẽ không cho nàng làm càn không biết lớn nhỏ nữa Hạ nhân tâm phúc trên dưới dương phủ Hóa ra đều là người của cao tiểu thư Vậy chẳng phải một thô trăm dạ hay sao cho nên mới khôi phục bổn phận thị thiếp nên có của một gia đình giàu sang không dám có hành vi thất lễ phóng túng trước mặt dương lăng nữa nghe dương lăng nói xong trong lòng của nàng ấm áp hơn không kiềm được hai mắt rưng rưng tướng công của ta trong thiên hạ tìm không được nam tử như vậy đâu hắn không chỉ yêu thương dung mạo của ta còn thật sự đối đãi với một người xuất thân từ thanh lâu ti tiện thấp kém như mình là thế tử có thể tìm được phu quân như vậy cuộc đời này còn cầu gì hơn đấy hắn tỉnh sâu nghĩ nặng Ngọc Đừng Xuân ta dù tan xương nát thịt Cũng khó bao đáp được Dương Lăng nhìn vào mắt của nàng Không khỏi nhẹ nhàng thở dài Hắn kéo tay của nàng vừa đi vừa nói Hề hey, Ngọc Nhi Có phải nàng không cam lòng văn tâm vào cửa sau Thế nhưng lại có thể ngang hàng với ô Nương Cho nên trong lòng chắc cứ Ngọc Tiểu Nhi vội vàng xua tay nói Lão ra không phải không phải đâu Mội chỉ lo nể nếp gia đình văn tâm tí tí Rất là nghiêm Không dám làm càn quá mức thôi Dương Lăng ngẫm nghĩ một chút, đưa tay ngăn lại nói: Ta thật sự không biết có thứ gọi là bình thế, sớm biết còn phân thê thiếp gì đấy. Thế này đi, muốn bình thì bình hết đi. Nàng và Tuyết Nhi cũng là bình thế, chúng ta cùng ngồi chung, ăn trái cây, không ai đoạt gì của ai cả. Hề, thực ra nhà chúng ta vốn không phân ai cao thấp mà, danh phận ư Hề, Ngọc Đường Xuân trước là vui vẻ, lập tức buồn bã, ớt nói: Lao già không thể như vậy được. Ngọc Nhi nào dám được dùng mà kêu chứ từ xưa đã nói nhất phát thê nhị bình thê tứ thiên thiếp rồi đây chính là tam thê tứ thiếp hiện giờ số lượng nạp thiếp đã không hạn chế nhưng bình thê thì vẫn có hạn dù lão già có địa vị cao tối đa cũng chỉ có thể có một vợ cá hai bình thê mà thôi văn tâm tỷ tỷ và phu nhân bình thê với nhau không ai nghĩ gì cả nhưng nếu thiếp trở thành bình thê ngược lại sẽ gây thêm rối loạn kìa dương lăng tò mò hóa ra tam thê tứ thiếp là như vậy hắn dứt khoát không hỏi nữa hóa ra kẻ giàu sang cùng lắm chỉ có một vợ nhiều thiếp có hai vợ thì thường là sẽ bị phạt. Nhưng giai cấp quý tộc mới phát sau khi phát đạt thường xuất phát từ nhu cầu liên hôn chính trị hoặc là thượng quan vì muốn lung lạc cấp dưới. Lung lạc cấp dưới đắc lực mà ban hôn. Bất kể là liên hôn hay ban hôn, cô gái này dĩ nhiên đã là người nhà của mình, không thể để cho người ta đối đãi như thiếp được. Mà đối tượng bọn họ liên hôn hoặc lung lạc phần lớn đều có sự nghiệp thành đạt, không phải những tên nhóc chưa từng cưới vợ, sau đấy dần dần xuất hiện quy củ mới là bình thê. Nhưng bình dân thì không thể Dù ngươi giàu sang một nước Có tiền nạp trên 10.000 tỷ thiếp Tỷ thiếp thì cũng chỉ có thể có một chính thê Cái này gọi là thất phu thất phụ Đương nhiên trong bình thê vẫn có khác biệt Vợ cả là vợ chính Vợ thứ địa vị xã hội ngang hàng với trượng phu Bất kể trong nhà hay bên ngoài Mọi phương diện lễ nghi trang phục Xe chở đều đã ngộ ngang nhau Bình thê thì thấp hơn một chút Nhưng không cần hành tiếp lễ với chính thê Về cơ bản địa vị gia đình là giống nhau Ngọc Thủy Nhi nói rất nghiêm túc Dương Lăng nghe muốn nổ tung đầu Hóa ra trò này cũng có hạn chế hay sao Văn Tâm vào cửa Chỉ tiêu bình thê còn chống một người Để Ngọc Đường Xuân Tuyết Lý Mai Mã Liên Nhi cạnh tranh công bằng Công chính Công khai Bản thân hắn làm giám khảo ư Đúng rồi Còn có vị hôn thê A Đức Ni nữa Dù gì cũng là nam tước Còn là bạn ngoại quốc tốt Cạnh tranh rất có ưu thế Bỏ đi bỏ đi Dương Lăng ngoan ngoãn bỏ đi ý niệm ngu xuẩn này trong đầu Hắn cười kha nói nếu nói như vậy thì trừ khi bổ ta thành hai nữa mình thêm mới đủ chia chỗ đúng không <laughs> không cần để ý điều này văn tâm không phải tiểu thư đại gia gò bó bảo thủ ta còn sợ các nàng khiến nàng ấy cũng điên theo kìa ngọc đường xuân liếc nhìn mỉm cười nói người ta cũng chưa từng nghĩ tới là chủ ý của lão gia mà thôi đi không nói nữa đi những lời này của lão gia người ta nghe xong thấy vui rồi à tới phòng của văn tâm tì tì rồi lão gia tự mình vào đi có gì muốn nói cũng tiện hơn tân phòng của Cao Văn Tâm hóa ra ngay bên cạnh sân của Dương Lăng và Âu Nương. Đây là tòa thứ nhất của dãy lầu mới hướng ra hậu viện. Lầu mới, phòng mới và người mới. Tân Nương nhìn thấy Tân Lang dĩ nhiên có chút xấu hổ, tuy nói là làm minh hôn nhưng dưới sự an bài của Lạc Đại pháp sư đã bỏ trốn mất dạng. Trong gian phòng khoác lụa hồng treo hoa, nến đỏ long phượng bố trí hoàn toàn giống với tân nhân động phòng bình thường. Có điều hôm qua bên ngoài thê thảm, trong phòng lại đầy hỉ khí, có phần quỷ dị sau khi dương lăng sống sót trở về cao văn tâm vẫn đến nửa đêm dọn hết trang sức tân hôn trong phòng có điều vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết dương lăng ở bên ngoài tự nhiên vô cùng vừa vào phòng nhìn cao văn tâm xem như đã là vợ mình thế nhưng lại không biết nói gì hai người mặt đối mặt đứng đấy lén lút nhìn những động tác nhỏ của đối phương Do xét tâm tư đối phương không ai biết nên mở miệng như thế nào nhà mình không chị sao chị được thiên hạ đây ta đường đường là đại tướng quân đại hầu gia đại thủ lĩnh đặc vụ là nhân vật dậm chân một phát bắt phương loạn chiến còn sợ một tiểu nữ tử như nàng hay sao dương lăng nghĩ đến đây bèn hít một hơi thật sâu hai hàng lông uy nhướng lên ngang như nói văn tâm a à. cao văn tâm giật bắn mình cuống quýt ngẩng đầu lên rồi lại vội rủ mắt xuống thấp thỏm lo sợ rồi lại trông mong vô hạn dương lăng kiên quyết vung tay lên hắn nói nào đi ăn điểm tâm thôi cao văn tâm nhất thời hột hẫng hồi lâu sau mới giầu dĩ nói muội muội ăn ở trong phòng vậy ừ buổi chiều muội sẽ dọn dọn về vậy dương lăng ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói ừ dọn về trước cũng tốt cao văn tâm nghe xong liền tái mặt bỗng nhiên ngẩng đầu lại đụng phải cặp mắt gian xảo của dương lăng trước khi dọn về chẳng lẽ vẫn đi theo minh hôn mà gả vào cửa hay sao dương lăng nắm lấy vai của nàng dịu dàng mà nói lần này đại nạn không chết tâm bệnh của ta đã khỏi cũng càng thêm quý trọng cuộc sống và người của ta văn tâm à ta vừa mới hồi kinh trong chiều vẫn còn nhiều đại sự muốn làm nàng chớ xuất ruột ba ngày sau ta lại cưới nàng qua cửa để nàng đường đường chính chính gả về nhà của nàng ca văn tâm mong đi mong lại cũng chỉ có câu này mà thôi đột nhiên dương lăng chính miệng nói ra ca văn tâm mừng như mở cửa trong bụng sau một hồi trong váng vì vui sướng nàng mới đỏ bừng mặt hứa lên một tiếng rồi lý nhí ai ai xuất ruột chứ dương lăng chưa mặt ra cười nói là tấn công của nàng xuất ruột được không Ca Văn Tâm nghe hắn mở miệng tự xưng là tướng công, trong lòng ngọt ngào vô hạn, đồng thời xấu hổ vô cùng. Nàng dùng ngón tay thon dài cuốn vạt áo, sau đấy lại cố gắng kéo ra, chân tay luống cuống hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Lăng, ngượng ngùng mà nói: "Đi thôi." Dương Lăng đang điên đảo thần hồn vì thái độ xấu hổ đầy phong tình thiếu nữ của nàng, nghe xong liền ngẩn ra. "Đi, đi làm gì?" "Thì thì đi ăn cơm, người ta đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng rồi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 147 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại